Là một bà mẹ, chắc chắn bạn đã từng rơi vào cảnh cảm thấy bực bội khi mà nhà cửa bày bừa khắp mọi nơi, sức dẹp của bạn không thể nào so bì kịp nổi với lại sức bày của cả hai bố con. Là mắng hả? Giận dữ ư? Không giải quyết được vấn đề. Cách tốt nhất đó là chúng ta sẽ tập cho cả gia đình cùng có thói quen dọn dẹp nhà cửa. Sao mẹ kêu dọn dẹp hoài không dọn vậy con? Còn bố nữa, em nói bố dọn đi, phòng bố kìa, quần áo đầy trong đó bố không chịu dọn nữa. Thì để đi chút anh dọn cho. Chồng với con gì đâu á. Đa phần các mẹ sẽ cảm thấy rất là khó chịu khi những thành viên trong gia đình không chịu phụ dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mà thực chất ra là do chúng ta chưa đánh đúng tâm lý mà thôi. Làm ăn lúc này không có kết quả gì đâu. Thay vì như vậy, các mẹ hãy nhẹ nhàng yêu cầu được giúp đỡ. Bé ơi, bé chơi mà sao mẹ kêu bé dọn đồ phụ mẹ, bé không dọn vậy? Mẹ dọn hoài á, biết mẹ muốn mẹ mệt á, mẹ xỉu luôn á. Còn không á, mẹ trốn đi luôn nha. Mẹ trốn đi, mẹ không ở với bé nữa nha, chịu không? Mà đừng bỏ bé. Mẹ không bỏ bé ha. Nhưng mà mẹ không có bé gì, bé có dọn đồ phụ mẹ không? Có. À, nè, bé dọn đồ á, bé nhớ rủ bố dọn đồ phụ bé nha nha. Đây, con đứng lên con rủ bố đi. Bố ơi, bố dọn đồ phụ mẹ. Thôi, bây giờ bố con mình lại phụ mẹ dọn dẹp đồ lại ha. Dạ. Đi. Bé ơi, hôm nay mẹ sẽ bày cho bé một trò chơi thiệt là vui, chịu không? Dạ chịu. Ừ, nhưng mà trò chơi này là phải có bố cùng tham gia. Bé rủ bố chơi đi. Bố ơi, bố chơi cùng con đi. Chơi trò chơi với con hả? Rồi, đâu mẹ rủ chơi trò chơi gì đâu? Hôm nay mình sẽ chơi trò chơi tên là đếm số. Bây giờ mẹ sẽ quét phòng bé, rồi bé sẽ lau từng ô gạch trong phòng. Bố thì sẽ giặt giẻ phụ cho bé. Lát nữa bé đếm thử cho mẹ coi là trong phòng bé có bao nhiêu ô gạch. Trong vòng 15 phút, nếu mà bố và bé lau sạch hết phòng của bé thì mẹ sẽ thưởng cho bé loại bánh mà bé rất là thích và rất là ngon luôn. Có chịu không? Dạ chịu. Rồi bây giờ cả nhà mình cùng nhau chuẩn bị chơi nha. Chuẩn bị ghe nè. 1, 2, 3. Yeah. Bố ơi, bé ơi, mẹ đang lên kế hoạch làm việc nhà cho gia đình của mình, phân công công việc rõ ràng. Bố thì sẽ lau phòng ngủ nha, mẹ sẽ lau phòng khách. Còn bé ơi, con dọn phòng chơi của con được không? Thì được. Giỏi quá ta. Con giỏi gì, anh có giỏi không? Anh hả? Thôi anh không làm đâu. Hay quá ha, anh phải làm đó, làm gương cho con á. Rồi. Mà em nghĩ là mình phải có hình phạt nào đó đi, nếu mà không làm thì phải có hình phạt nha. Nếu mà con không lau phòng chơi của con, không dọn phòng chơi của con thì con sẽ không được ăn kem. Không chịu hả? Vậy không chịu vậy thì bé phải làm việc nhà phụ mẹ, phải lau phòng thì được ăn kem, chịu không? Không chịu. Giỏi quá. Rồi vậy nha, không được ăn kem nếu không làm việc nha. Tưng tưng, hãy lên kế hoạch cho một ngày chủ nhật xanh. Tất cả các thành viên trong gia đình cùng nhau tổng vệ sinh, dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa. Đừng quên thông báo cho các thành viên biết là họ sẽ cần phải làm gì nè. Và cả phần thưởng dành cho việc làm việc rất là chăm chỉ cả ngày nữa. Và nào, bây giờ thì cùng chuẩn bị kêu gọi nào. Bố ơi, bé ơi, con ơi, chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa nào. Yeah. Lúc đầu tập luyện cho cả gia đình cùng nhau làm việc nhà không dễ, nhưng hãy cố gắng kiên trì, thường xuyên gửi lời cảm ơn nè, rồi động viên khen ngợi cả chồng và cả con nữa. Một khoảng thời gian sau, làm việc nhà sẽ trở thành thói quen, nhà cửa luôn luôn gọn gàng mà cả gia đình lại có không khí tươi vui nữa. Các mẹ cố gắng lên nhé. Chào đón.